Qua bên kia đường vô treo lại. Ok, qua bên kia đường xong mình vô treo lại, rồi trái vô treo lại. Nó stop time mà, mình cứ đi đi. Này trước mình vô, để mình đi trước mình vô treo lại này. Qua bên kia luôn, đường luôn là vô treo lại đó, vô cái đường luôn, quẹo trái đó, hết đi đó, thấy cái treo không, thấy treo trước mặt không đó, à, vô treo đi. Qua bên này mát. Này quá đẹp luôn, quá mát luôn. Đó, giờ đi hết trail là gặp cái wild section luôn á. Còn 3 phút nữa mình tới rồi. 3 phút nữa là mình tới chỗ wild tasting rồi. Chở được luôn nè. Đó, đi. Cái này là bao nhiêu thao? Tới rồi á. Cái chỗ này như hay là chỗ này nè.